nhập bao nhiêu mỗi tháng, đánh giá iPhone SE 2020, bạn có nên mua iPhone SE hay không? iPhone SE 2020 có trọng lượng nhẹ, vừa tay, trang bị con chip A13 nhưng giá vô cùng hạt rẻ. Cùng đi vào bài đánh giá iPhone SE 2020 chi tiết nhé, hay ad Zalo số điện thoại 0567088888 để cập nhật giá bán iPad tốt nhất Việt Nam. Đây là chiếc điện thoại dành cho bạn nếu nhu cầu của bạn là một chiếc iPhone mới, một chiếc có khả năng tồn tại trong vài năm nhưng bạn không muốn trả nhiều tiền cho nó. Nếu bạn mong muốn hiệu năng tốt nhưng không đắt thì đó là những gì iPhone SE 2020 sẽ mang đến cho bạn: có một camera tốt đủ năng lượng, một App Store tuyệt vời để khám phá và thiết kế nhẹ hơn so với các mẫu iPhone 11, thời lượng pin có thể tốt hơn, công nghệ màn hình cũ và bỏ jack cắm tai nghe, nhưng nhìn chung những cải tiến thông minh tạo nên điều này. Với giá tiền $399 thì có thể coi iPhone SE 2 là một trong những chiếc iPhone tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Ưu điểm khung nhẹ một chiếc iPhone giá rẻ, chipset mạnh mẽ, nhược điểm thời lượng pin có thể tốt hơn, công nghệ màn hình cũ, không có jack cắm tai nghe. Nhìn nhận chung về iPhone SE 2, iPhone SE 2020 được xây dựng xoay quanh một mục tiêu: tạo ra một chiếc iPhone mới với giá rẻ hơn bao giờ hết, và nó đã đạt được điều đó. Chỉ với $399, 419 bảng Anh, AU 749 USD, hiện tại chưa có giá chính thức tại thị trường Việt Nam, bạn có thể có một chiếc điện thoại hoàn toàn mới từ Apple. Đó là một trong những chiếc iPhone tốt nhất từng được tạo ra, và bây giờ bạn có thể chạm tay vào nó. Thiết kế của điện thoại sẽ quen thuộc với bất kỳ ai sử dụng iPhone gần đây, trừ khi bạn chưa cầm điện thoại của Apple từ năm 2013 thì bạn sẽ thấy khung hình 4,7 inch này trước đó, hoàn thành với mặt trên và dưới của bezel và một nút home với Touch ID. Giờ đây, nó là chiếc iPhone nhỏ hơn với các thiết kế toàn màn hình của các mẫu gần đây, và nó vừa nhẹ hơn và có thể dễ dàng bỏ túi hơn bất kỳ chiếc điện thoại dòng iPhone 11. Top một chiếc iPhone tốt nhất 2020 tính đến thời điểm hiện tại, nó có khả năng chống nước cao, nhưng có một số nhược điểm là thiết kế cũ, nó thiếu jack cắm tai nghe ở phía dưới và công nghệ màn hình hơi cũ vì nó xuất phát từ iPhone 8. Tuy thiết kế giống iPhone 8 nhưng trong bài so sánh iPhone SE 2020 và iPhone 8, chúng ta đã thấy được rằng iPhone SE 2 có khá nhiều điểm cộng so với iPhone 8. Apple có thể đã bị trừ điểm với thiết kế tương tự iPhone 8, nhưng các bộ phận bên trong được cải tiến hơn nhiều. Đáng chú ý là iPhone SE 2 mang chipset A13 Bionic bên trong, giúp tăng tốc độ gần như ở mọi nơi và thực sự cải thiện hiệu năng so với các mẫu 4,7 inch cũ. Nó không hoàn toàn đạt được cấp độ của iPhone ra mắt năm ngoái, nhưng nó cũng không chênh lệch nhiều. Chipset A13 đó cũng đã cải thiện hiệu suất máy ảnh, mặc dù không có thay đổi rõ rệt nào về thông số kỹ thuật của cảm biến kể từ iPhone 8, chỉ có một ống kính duy nhất trên iPhone SE 2020. Nó chụp những bức ảnh đẹp, sáng sẽ làm hài lòng hầu hết mọi người. Mặc dù nó không hoàn toàn cung cấp khả năng tái tạo màu sắc hoặc độ rõ nét như iPhone 11 Pro Max chẳng hạn, điều này rõ ràng quá rồi vì giá tiền nó chênh nhau khá lớn, mà chế độ chân dung không hoạt động tốt như trên điện thoại có cảm biến cao. Và kết quả là bạn có thể thấy một số viền trông kỳ quặc xung quanh các cạnh của đối tượng, nhưng nhìn chung máy ảnh và đặc biệt là về giá cả thì iPhone SE 2 vẫn có thể chụp những bức ảnh ấn tượng trong hầu hết mọi tình huống. Thời lượng pin có lẽ là một trong những vấn đề lớn nhất mà tôi tìm thấy với iPhone SE 2020. Nó sẽ không dễ dàng kéo dài trong một ngày, trừ khi bạn là người dùng cực kỳ ít. Với số lượng ứng dụng muốn pin có sẵn sẽ tận dụng tối đa tất cả sức mạnh mà chipset A13 cung cấp, chúng ta muốn thấy ít nhất là pin có thể trụ được cả ngày ở, ngay cả với mức giá thấp. Tuy nhiên, đừng để điều đó làm mất đi sự thật rằng iPhone SE 2020 tiếp nối từ phiên bản trước của nó bằng cách mang đến cho bạn một chiếc iPhone mới, không có nhiều điểm nổi bật với số tiền ít hơn. Mặc dù nó không đạt được nhiều đỉnh cao về sức mạnh hay hiệu năng, nhưng điều quan trọng hơn cả là iPhone giá rẻ nhất mà Apple từng ra mắt trong khi vẫn cung cấp phần cứng tinh tế và hữu ích, biến iPhone SE mới trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người có ngân sách thấp hoặc chỉ muốn sở hữu cho mình một chiếc smartphone mang hệ sinh thái Apple. Xem chi tiết bài viết để có cái nhìn tổng quát nhất về iPhone SE 2 nhé, chắc chắn sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc bài viết của mình. Hẹn gặp các bạn trong các bài viết sau. Cảm ơn các bạn đã xem video, hay đăng ký kênh của mình và ad số điện thoại 0567088888 để mua iPad nhé.